Một cái nữa đây là người mẫu AI này. Nếu như anh chị em nào mà bán quần áo ấy, anh chị em chỉ việc chụp cái ảnh của mình đưa lên. Được chưa? Đấy. Mình chụp cái ảnh của mình đưa lên. Đó, là mình có thể là gì ạ? Cho cái người mẫu nó mặc thử cái áo của mình. Bây giờ nhá, mình chụp cái người xong rồi mình chụp cái áo, mình cho cái áo đấy gắn lên cái người đấy, mặc lên cái người đấy. Anh em tưởng tượng không ạ? Rất là thú vị, rất là hay đúng không ạ? Đấy, cho cái chụp riêng cái áo, chụp riêng cái người ấy, chị em nhìn thấy không ạ? Chụp riêng cái áo và chụp riêng người, sau đó là gì ạ? Cho người mặc áo. Nếu như mà anh chị em muốn cho khách mặc thử cái áo của mình bảo khách hàng là gì ạ? Anh chị chụp cho em một cái ảnh toàn thân, được chưa? Sau đó là mình chụp riêng cái áo của mình thôi. Sau đó là mình gì ạ? Đưa vào đây, con AI nó sẽ xử lý và cho khách hàng mặc thử cái áo của mình. Khách hàng ưng ý thì là gì ạ? Chốt. Anh chị em thấy tính năng này có hay không ạ? Bao nhiêu anh chị em này đã biết sử dụng, đã biết tính năng này rồi. Đặc biệt anh chị em nào bán quần áo thì ạ, là tuyệt vời luôn. Đặc biệt là bán quần áo online thì là tuyệt vời luôn. Được chưa?